Quý vị thân mến, quý vị đang trở lại với không gian của nền tảng số. Chương trình phát sóng vào lúc 13 giờ thứ bảy và 16 giờ 45 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC1 và tôi là Hải Triều. Còn tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả trong 15 phút sắp tới của chương trình nền tảng số tuần này. Chị Linh này, không biết là đã bao giờ chị Linh tham gia một cuộc thi toán hay là tiếng Anh ở trên không gian mạng chưa? Vâng, từ nhỏ thì tôi cũng có tham gia một số cuộc thi ở trên mạng. Nhớ hồi 13-14 tuổi thì trường tôi phát động một cuộc thi giải toán trên Internet. Dù lúc đó học lực môn toán chưa được tốt lắm nhưng tôi vẫn mạnh dạn đăng ký tham gia. Một phần để có thể ôn luyện lại kiến thức của mình, một phần nữa là để tích lũy thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Vâng, có lẽ là cùng với sự bùng nổ của Internet thì các cuộc thi qua mạng cũng đã xuất hiện rất sớm tại Việt Nam. Bên cạnh các cuộc thi truyền thống, các sân chơi, các đấu trường kiến thức online cũng có cho mình một sức hút đặc biệt, nơi mà các bạn nhỏ tiểu học, các bạn sinh viên hay kể cả những người trưởng thành tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi với chân trời tri thức. Do vậy, tính đối kháng của mỗi cuộc thi là một mặt có thể rèn luyện cho chúng ta một tinh thần thép, nhưng một mặt cũng có thể tạo ra một áp lực nhất định cho các bạn nhỏ, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Ngoài việc học tập chính khóa thì mỗi một cuộc thi được phát động nên là một sân chơi tự nguyện, duy trì để các em được trải nghiệm, cọ sát, nhất là những học sinh có đam mê. Việc duy trì sân chơi như vậy có thể giúp cho các em dù là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng Internet như một phương thức học tập hiệu quả. Vâng, thưa quý vị, vượt khoảng cách về không gian, trao cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh trên mọi miền Tổ quốc là thông điệp ý nghĩa từ một nền tảng số, câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cho tuần này. Nhưng trước hết sẽ là những thông tin nổi bật trong phần dòng chảy chuyển đổi số xin gửi tới quý vị khán giả. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ít nhất 10 triệu chữ ký số cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng chuyển đổi số của Việt Nam xác định là toàn dân, toàn diện và không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì thế mỗi người dân sẽ trở thành một công dân số. Một công dân số sẽ có 8 yếu tố đặc trưng, trong đó yếu tố đặc trưng quan trọng nhất là mỗi người dân cần có một chữ ký số. Tại châu Á, Ấn Độ là nước đã phổ biến chữ ký số vào các lĩnh vực hoạt động hàng ngày như chính phủ điện tử, ngân hàng, tài chính. Quốc gia này đã có tới hơn 400 triệu người dùng chữ ký điện tử, trong đó đa phần là chữ ký điện tử trực tuyến. Bên cạnh đó, các nước châu Âu cũng có kinh nghiệm trong việc phát triển các tiêu chuẩn để đảm bảo sự tin tưởng giữa các bên trong giao dịch. Số liệu của Bộ Công an cho thấy hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được tạo lập cho 104 triệu người dân thực và hàng ngày đang quản lý trên hệ thống xấp xỉ 81 triệu căn cước công dân, khoảng 30 triệu tài khoản định danh điện tử. Mỗi một công dân Việt Nam có một số định danh duy nhất là nền tảng để các đơn vị sử dụng, thống nhất một mã định danh công dân trong quản trị dữ liệu đối với các bộ dữ liệu liên quan đến người dân. Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Việt Nam có một số điểm khác biệt so với các nước. Với mức 1, người dân tự xác lập và được đối sánh vào hệ thống sinh trắc, dân cư. Mức 2 là khẳng định người dân ở trên môi trường số và người dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1, tạo uy tín để người dân tham gia môi trường số. Theo báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab, trong quý 1 năm 2023, Momo là ứng dụng fintech được ưa thích nhất, dẫn đầu và áp đảo tất cả các chỉ số và chiếm 68% thị phần ví điện tử. Trong khi đó, các thương hiệu khác đều đang giảm so với quý 4 năm 2022. Hiện Momo đang triển khai công nghệ eKYC, xác thực điện tử để định danh trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ khi mở tài khoản ngân hàng. Từ khi triển khai đến nay, đã có hơn 230.000 tài khoản ngân hàng được mở thành công. So với cách làm truyền thống, người dùng giờ đây chỉ mất 2 phút để hoàn thành quá trình mở tài khoản ngân hàng và mất 35 giây để duyệt hồ sơ với tỷ lệ thành công lên đến 90%. Tại Việt Nam, giáo dục là một trong lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thông qua các sân chơi trực tuyến thu hút hàng chục triệu học sinh từ mọi vùng miền cả nước, VOLYMPIC từ năm 2018 và VOEDU năm 2019 đã tiên phong tạo dựng một thói quen dạy, học, kiểm tra, đánh giá trên môi trường số cho giáo viên, học sinh của 63 tỉnh thành. Vâng, và năm 2023 cũng là năm đánh dấu cuộc thi giải toán và vật lý qua Internet VOLYMPIC bước sang năm thứ 16. Một hành trình lan tỏa tình yêu toán học, đam mê công nghệ và trao cơ hội học tập bình đẳng cho hơn 40 triệu học sinh trên mọi miền Tổ quốc. Chương trình VOLYMPIC năm học 2022-2023 thu hút gần 3 triệu học sinh tham gia và hơn 21.000 học sinh trên toàn quốc được vinh danh. Với ứng dụng VOEDU, các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có thể dễ dàng luyện tập và học toán trên máy tính bảng, điện thoại thông minh, chạy nền tảng Android và iOS. Sinh ra ở một vùng ngoại ô Hà Nội, Minh Anh có một niềm đam mê mãnh liệt với môn toán. Với em,
vì Olympic là một cuộc thi đặc biệt, càng tham gia lại càng say mê. Và để đáp xứng đáng cho tinh thần tự học, tự trau dồi, hôm nay Minh Anh vinh dự là một trong hơn 1.600 học sinh giành giải vàng cuộc thi vì Olympic cấp quốc gia. Để có thể đạt được giải thưởng cao như này là mình phải có một niềm đam mê về toán học. Và con cũng đã tham gia cuộc thi từ suốt những năm học tiểu học đến bây giờ. Và xác định tham gia cuộc thi thì con đã luyện tập ở những vòng tự luyện rất nhiều. Luyện một cách say mê, hăng hái. Và qua đấy thì con thấy mình được trau dồi, được có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm mới mẻ ạ. Vì Olympic là cuộc thi cấp quốc gia về toán học và vật lý trên Internet dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Đầu năm học 2022-2023, đề án sân chơi Vì Olympic dành cho học sinh phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý. Tính cộng đồng của Vì Olympic không chỉ nằm ở cách tiếp cận và kết nối học sinh mọi vùng miền và còn nằm ở sự tiếp nối. Nó không phải chỉ là mang tính chất là thi cử kiểm tra gì, mà nó là một sân chơi trí tuệ bổ ích. Cái niềm vui của các con trên sân chơi này cũng là niềm vui và của gia đình. Tôi chỉ mong muốn như này là sau 16 năm thì cái sân chơi này có thể vươn tầm ra thế giới. Mỗi năm, Vì Olympic đều có những nỗ lực cải tiến và đầu tư cả về công nghệ, nội dung. Năm học 2022-2023 có thêm nội dung tiếng Việt, tính năng luyện tập, tăng cường về bảo mật và minh bạch trong tổ chức, giám sát phòng thi. Theo khảo sát dựa trên 3.000 thí sinh đạt giải vàng Vì Olympic quốc gia trong 3 năm học qua, có 84% sở hữu thêm ít nhất một giải thưởng trong kỳ thi cấp tỉnh, thành phố trở lên, có 21,5% học sinh đạt giải thưởng kỳ thi quốc tế về toán học hoặc thủ khoa siêu trí tuệ. Sân chơi trí tuệ dành cho tất cả các học sinh từ mọi vùng miền, thuận lợi như ở thành phố, thị xã cho đến những học sinh ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khi đã có kết nối Internet. Ban tổ chức cho biết ở năm tiếp theo, giải sẽ có thêm môn mới, tập trung xây dựng đề thi theo hướng chú trọng đánh giá năng lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì Olympic là cuộc thi cấp quốc gia về toán học và vật lý trên Internet do tập đoàn FPT tổ chức. Điều khiến cho sân chơi duy trì và giữ sức hút từ 3 đến 5 triệu học sinh thi qua các năm nằm ở chất lượng nội dung thi, cũng như tính hiệu quả trong việc truyền cảm hứng. Với xu hướng toàn cầu hóa, hành trình tiếp theo của Vì Olympic là khai phá và chinh phục thị trường quốc tế. Điều hơn về định hướng này, ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ bà Nguyễn Thị Ngọc, giám đốc chương trình Vì Olympic. Với việc đồng hành cùng với chương trình Vì Olympic trong suốt 16 năm qua, vậy theo bà, ý nghĩa lớn lao mà cuộc thi mong muốn được truyền đạt và gửi gắm đến các thế hệ học sinh hiện nay là gì ạ? Ngay từ năm đầu tiên triển khai sân chơi này, chúng tôi đã xác định mục tiêu của chúng tôi là áp dụng công nghệ vào học tập để giúp cho các em không chỉ ôn tập kiến thức mà còn giúp các em tiếp cận công nghệ một cách sớm nhất, giúp các em xóa nhòa các cái khoảng cách vùng miền thông qua cái việc mà tổ chức các kỳ thi như thế này, để giúp các em không cảm thấy khoảng cách. Và chỉ bằng công nghệ chúng ta mới có những cái kết nối các em các vùng miền với nhau. Ngoài ra thì với cái việc mà tổ chức các sân chơi như thế này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là các em có thêm các niềm đam mê về toán học, giúp các em có thể là có một cái phương học pháp học tập khác thông qua các hình thức học mà chơi mà học trên cái nền tảng công nghệ như thế này. Bên cạnh những điểm cải tiến đột phá về mặt nội dung cũng như hình thức thi thì tôi được biết rằng Vì Olympic năm nay còn ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm xây dựng tính năng đánh giá năng lực thí sinh. Vậy thưa bà, hệ thống này được hoạt động và vận hành ra sao ạ? Trong năm học 2022-2023 thì chúng tôi không chỉ thay đổi về mặt công nghệ về nội dung mà chúng tôi còn tích hợp những cái công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất vào hệ thống để có thể thực hiện cái việc đánh giá học sinh thông qua cái việc các con rèn luyện để phát hiện ra các cái điểm mạnh, điểm yếu, để đưa các gợi ý cho các con có thể là học đúng cái mình thiếu. Đấy là cái việc mà chúng tôi đưa cái công nghệ vào để giúp các con đánh giá được cái năng lực thực sự của mình. Singapore từ rất nhiều năm nay đã trở thành biểu tượng thành công của châu Á. Đất nước này đã chuyển mình từ một khu vực kém phát triển sang một nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Trong cuộc cách mạng này, hệ thống giáo dục của đất nước này cũng không bị tụt hậu. Ngày nay,
hệ thống trường học của Singapore được coi là tốt nhất trên toàn thế giới. Chìa khóa của sự thành công này là sự đón đầu xu hướng ứng dụng công nghệ trong giáo dục của Singapore. Với định hướng mô hình kinh tế dựa trên tri thức, Singapore đã phát triển một triết lý giáo dục mới, trường học tư duy, quốc gia học tập, Thinking School, Learning Nation. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh, trường học sẽ là nơi phát triển các kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và niềm đam mê học tập suốt đời. Singapore xác định đặt tinh thần học tập vào trọng tâm của bản sắc dân tộc. Vào những năm 1990, giáo viên thực sự là độc quyền về kiến thức. Họ là người đến lớp truyền đạt kiến thức để học sinh tiếp thu chúng. Nhưng ngày nay đã khác, công nghệ hỗ trợ học sinh rất nhiều. Khi giảng dạy, đội ngũ giáo viên cũng phải linh hoạt, ứng dụng công nghệ để bài giảng trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Từ năm 2011 đến nay, Singapore bước vào giai đoạn 4, giáo dục hướng giá trị, lấy học sinh làm trung tâm. Trường học ở Singapore cung cấp một loạt các trải nghiệm học tập để học sinh phát triển toàn diện. Chẳng hạn như Ginnerbook, nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng công nghệ AI đến từ Singapore, đã và đang mang đến những trải nghiệm học tập mới lạ và hiệu quả cho học sinh tiểu học và trung học luyện tập tăng cường, toán tư duy Singapore, tiếng Anh học thuật, khoa học theo chuẩn giáo dục Singapore. Việc ứng dụng AI trong mô hình giáo dục kết hợp công nghệ đang mang đến những kết quả tích cực trong việc cải thiện và phát huy thế mạnh trong học tập của học sinh. Điều quan trọng, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu với chi phí tối ưu nhất. Những năm qua, chuyển đổi số trong giáo dục đã có một bước tiến dài hướng đến mục tiêu Việt Nam tiên phong và trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số về giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục liên tục đổi mới mô hình giảng dạy học để người học có thể học mọi nơi, mọi lúc, chủ động trong việc học tập hiệu quả hơn. Và trong phần tip xoay để chuyển tuần này, nền tảng số sẽ chỉ ra một số trang website thông dụng cho bé ôn tập tốt để thi VOLympic một cách hiệu quả nhất. vo.edu.vn thuộc trang web được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu, nội dung bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phụ huynh nên chọn VOEDU bởi vì nó sẽ rút ngắn thời gian học từ 30 đến 50%, giúp trẻ tiến bộ rõ rệt, gợi ý lộ trình học cá nhân và bài giảng được xây dựng từ các chương trình thực tế, bao gồm toán cơ bản, nâng cao và tư duy. Ưu điểm khi học ở hệ thống VOEDU chính là các con sẽ được học chỉ cần có thiết bị có kết nối Internet. Điều này tiện lợi để các bé ôn VOLympic ở mọi nơi. vndoc.com là website được đánh giá cao về phần hỗ trợ dạy Olympic toán tiểu học chuyên nghiệp dành cho nhiều cấp bậc khác nhau, cùng với hàng trăm, hàng ngàn tài liệu miễn phí từ giáo án điện tử, bài giảng, đề thi hay trách nhiệm trực tuyến đa dạng. Ngoài ra, làm toán không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay thực hành, mà còn cần phải biết mẹo để làm toán nhanh hơn và website có thể đáp ứng được tiêu chí đó. gogoedu.vn phong phú đa dạng từ lý thuyết đến bài tập, gogoedu đích thị là trang web giúp bé vừa học vừa chơi hiệu quả. Phụ huynh có thể cho con tham gia website để luyện tập nhiều hơn về các dạng toán cơ bản, nâng cao thường gặp trong VOLympic. gogoedu dành cho các bé lớp tiểu học và có thể cho con luyện tiếng Anh với nhiều chủ đề khác nhau. Không chỉ dừng lại ở một website, gogoedu còn hướng đến những bài giảng toán học độc đáo và thú vị trên YouTube nhằm để bé không bị nhàm chán khi học. Với việc cách mạng số hóa trải nghiệm học tập, cả học sinh, sinh viên và giáo viên có thể cải thiện các kỹ năng của họ để hướng tới hoạt động giáo dục tích cực. Chuyển đổi số trong giáo dục có thể được áp dụng ở nhiều khía cạnh, từ học trực tuyến đến học thông minh, đánh giá học sinh, trải nghiệm học tập tùy chỉnh và thi trực tuyến. Sử dụng các tiện ích thành tựu khoa học và công nghệ để tạo ra môi trường học tập có hiệu quả cho học sinh đang là hướng đi của hệ thống giáo dục trong kỷ nguyên số. Và câu chuyện về VOLympic với những ý nghĩa thiết thực của cuộc thi này cũng đã kết thúc chương trình Nền tảng số tuần này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên kết nối với chúng tôi qua những nền tảng số đang hiện trên màn hình. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Petro Việt Nam, năng lượng cho phát triển.